Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất, Liverpool áp sát ngôi đầu, Manchester United tăng 2 bậc. Theo bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất, Man City tiếp tục dẫn đầu sau trận hòa kịch tính với tỷ số 4-4 trước Chelsea. Nhà đương kim vô địch có 28 điểm sau 12 vòng đấu, chỉ hơn đội xếp thứ hai và thứ ba là Liverpool và Arsenal vỏn vẹn một điểm. Tottenham sau khi để thua 1-2 trước Wolves đã rơi xuống vị trí thứ tư với 26 điểm, thắng lợi 1 không trước Luton giúp Manchester United leo hai bậc từ thứ 8 lên thứ 6 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Quỷ đỏ đang có 21 điểm, kém vị trí thứ tư của Tottenham 5 điểm ở nhóm cuối. Ba tân binh của giải ngoại hạng Anh mùa này là Luton, Sheffield United và Burnley lần lượt chia nhau ba vị trí xuống hạng.